Xin chào các bạn đã trở lại với kênh HKB Channel. Ngày hôm nay Pháp lại rất vui mừng khi mà được hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta hướng dẫn cho các bạn cách để mà reset lại được cái password của các cái dòng camera HisVision. Thì camera HisVision nó sẽ chia ra ha, có một số loại. Thì nó trên cái thân camera sẽ có là cái mã cho các bạn để cái nút reset cứng thì mình không có nói, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách chúng ta reset những cái dòng camera mà không có cái nút reset cứng đó, chúng ta phải sử dụng bằng phần mềm. Thế thì cụ thể cái mã camera mình đang muốn reset ở đây đó là DS2CD2T32i8. Đây là con camera IP, thế để reset được thì chúng ta cần phải có cái phần mềm của hay còn gọi là cái tool đó. Thì cái tool này nó gọi là đây, cái tên nó đây ha, viết tắt nó là SADP tool ha, hay còn gọi là SAP tool gì đó ha. Thế thì các bạn lên mạng các bạn tải nó về. Thì mình sẽ để cái tool này, cái link để download cái tool này ở bên dưới cái video ha, để cho các bạn có thể lấy về. Thì khi các bạn tải được cái tool này về rồi, các bạn cài đặt tool các bạn chọn run admin để các bạn cài đặt Thì quá trình cài đặt cái này mất đâu đó khoảng chừng là 10 chắc chưa tới 1 phút đâu ha, khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Đó, tầm đó. Sau khi chúng ta cài đặt xong tool, các bạn kết nối con camera của các bạn vào hệ thống mạng LAN hoặc là kết nối vào cái switch nha. Yeah. Tốt nhất là kết nối vào mạng LAN. Rồi chúng ta chạy cái tool này lên. Chưa? Yeah. Chúng ta chạy tool lên. Đây mình mở tool lên đây. Start tool đây. Mở lên. Đó, khi chúng ta mở lên thì hệ thống nó sẽ tự nó quét được những cái con camera của HIT. Cái này chỉ thấy được những camera của HIT thôi. Ở đây có hai cái. Thì mình đang muốn reset cái này. Cái bên dưới thứ hai. Khi đó các bạn nhấp chuột vào đây, chọn cái này. Rồi, nó sẽ hiện ra thông tin ở đây cho các bạn là địa chỉ IP của con camera. Con này bữa nay nó đổi thành IP động rồi. Đây, nó đổi IP động đây. Địa chỉ IP của nó. Rồi, tới đến các bạn muốn reset thì các bạn chọn vào đây forward, có nghĩa là quên cái password đó, để chúng ta extract, chúng ta lấy ra được một cái file, gọi là export ra cái file. Đây, chúng ta chọn export. Đó, các bạn lưu cái file này vào cái vị trí, ví dụ mình để ở đây là hit tool, được chưa? Rồi mình chọn select folder. Rồi nó báo export thành công. Rồi bây giờ chúng ta mở cái này lên, chúng ta mở thư mục nó lên, chúng ta sẽ thấy nó có là gì, có cái file mà chúng ta muốn vừa mới export ra. Thì đây là thao tác để chúng ta export ra cái file dữ liệu của camera trước. Đây, ngày hôm nay là ngày 30, còn cái ngày 28 bỏ ha. Đây, file là ngày 28 bỏ đi. Rồi, ngày 30. Sau khi các bạn export được file này xong, chúng ta tiến hành gửi mail. Chúng ta phải gửi cái file này về cho đơn vị phân phối hay còn gọi là nhà cung cấp sản phẩm. Họ sẽ hỗ trợ reset cho chúng ta và người ta sẽ gửi về cho chúng ta một cái file. Đó là cái file reset. Thì thường thì khi mà người ta gửi về nó đâu đó mất khoảng chừng là trong ngày thôi. Trong ngày là người ta gửi cho các bạn rồi. Đây, ví dụ như này. Thì chúng ta gửi về cái hộp thư là hỗ trợ nhà an toàn. Đấy.
Mình lấy lại cái mail hôm trước nha. Mail hôm trước mình gửi. Send item. Đây, à. Copy cái nội dung này luôn cho nó nhanh. Khỏi mất công, gõ. Đó. Thầy mình dán cái nội dung. Rồi, mình dán cái hỗ trợ lấy pass. Mẹ pass của camera. Camera. Chưa? Rồi các bạn extract cái file extract cái file mà mình vừa mới export ở cái phần mềm SAP tool ra. Chính là cái file này. Rồi, chúng ta gửi mail. Chưa? Khi các bạn gửi mail xong thì bây giờ chúng ta vui lòng chờ chúng ta vui lòng chờ bên nhà phân phối, người ta gửi cho chúng ta cái mail về. Người ta sẽ gửi một cái file đính kèm để các bạn lấy file đó và các bạn import vào đây. Ví dụ như trường hợp ở đây là chúng ta có cái file, mình ví dụ đi nhé, mình có cái file đây, mình import vào. Đây, ví dụ như này, mình import cái file này vào. Đấy, ví dụ người ta sẽ gửi về cho chúng ta một cái file tương tự như cái file mà mình mới gửi. Rồi chúng ta import vào, sau đó các bạn chỉ việc nhập username. Các bạn chỉ việc nhập password mới. Và nhắc lại password mới, các bạn chọn confirm. Thì lập tức con camera của chúng ta sẽ được reset trả về với cái username và password của chúng ta theo cái chúng ta mong muốn. Rồi, trường hợp này các bạn có thể làm tương tự đối với các loại đầu ghi camera của HEAT. Các loại đầu ghi camera của HEAT mà không có cái nút reset cứng ở trên thiết bị. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách để chúng ta làm reset được cái camera hoặc đầu ghi camera của HEAT Vision. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy nó có giá trị hữu ích với các bạn thì nếu các bạn xem video của mình mà thấy nó có giá trị hữu ích với các bạn và hữu ích với những người thân của bạn thì hãy vui lòng share, like và comment để lại những cái tin nhắn, những cái lời bình hữu ích. Điều này sẽ giúp cho mình có thể làm được những cái video. Điều này sẽ giúp cho mình có thêm động lực để làm được những cái video lần sau tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.